Em Văn Giang người SC xin chào mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ nội dung về lưu ý khi xây 7 phốt. Khi xây 7 phốt có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và lâu dài cũng như tránh các sự cố không mong muốn. 1. Vị trí đặt 7 phốt. 7 phốt nên được đặt cách xa nguồn nước ít nhất 10 đến 15 mét để tránh ô nhiễm nước ngầm, đảm bảo vị trí xây dựng không nằm trên các khu vực có đất yếu, dễ sụt lún hoặc gần móng nhà để tránh ảnh hưởng đến cấu trúc nhà. Bề cần được xây ở nơi thuận tiện cho việc hút cặn định kỳ. 2. Kích thước và dung tích. Kích thước bề cần phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc công trình. Một bề quá nhỏ sẽ nhanh đầy, trong khi bề quá lớn có thể tốn chi phí không cần thiết. Thông thường với hộ gia đình từ 4 đến 6 người, bề phốt nên xây có dung tích từ 2 đến 3 mét khối. 3. Vật liệu xây dựng. Sử dụng các vật liệu bền, chống thấm như bê tông, gạch, cát, xi măng, chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ 7 phốt lâu dài. Chống thấm kỹ càng để tránh rò rỉ nước thải ra môi trường xung quanh. 4. Thiết kế bể. Bể phốt thường được chia thành 2 đến 3 ngăn, gồm ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc. Ngăn chứa lớn nhất và chịu trách nhiệm xử lý phần lớn lượng chất thải. Hệ thống ống thoát nước được thiết kế cẩn thận để tránh tắc nghẽn và đảm bảo nước thải sau khi xử lý cháy ra hệ thống thoát nước chung một cách an toàn. 5. Hệ thống thông khí. Bể phốt cần có hệ thống ống thông khí để thoát khí sinh ra trong quá trình phân hủy chất thải, giảm áp lực trong bể và ngăn mùi khó chịu. 6. Độ sâu vào nền móng. Nên xây bể phốt ở độ sâu phù hợp, thường từ 1,5 đến 2 mét, vừa đảm bảo bể không quá đông gây mùi hôi, vừa không quá sâu gây khó khăn trong việc hút cặn. Cần có móng chắc chắn để đảm bảo không bị sụt lún hoặc hư hỏng do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. 7. Hút bể phốt định kỳ. Để duy trì hiệu quả xử lý chất thải, 7 phút cần được hút cạn định kỳ trong khoảng 3 đến 5 năm một lần, tùy thuộc vào dung tích và mức độ sử dụng. 8. Tuân thủ quy định xây dựng. Khi xây 7 phút cần tuân theo các quy định của địa phương về hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường để tránh các vấn đề pháp lý. Trên đây là chia sẻ của mình về lưu ý khi xây 7 phút. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. GSC, chất lượng tạo niềm tin.